Dạ, có tình yêu. Rồi Trường ở nhà em làm gì Trường? Em ở nhà thì em đi bán vé số. Ồ, bán vé số hả? Em bán số có tiền đổi thuốc mang lận với cậu hai đó đó. À, cậu hai bị cục cái giò luôn này các bạn. Rồi chào tất cả các bạn đến với channel Càng Tay Dòng Quyền nha. Thì hôm bữa mình có đăng lên chuyện hai vợ chồng bị tai nạn giao thông mất á, để lại ba đứa con á. Thì hôm nay mình nhận được cuộc gọi từ một cái người em. Hiện tại là mình tới gia đình nha. Người em này hứa sẽ ủng hộ cho gia đình bị tai nạn rồi các bạn. Bởi tôi thấy vậy tôi thiệt khổ thiệt chứ, tôi thấy vậy tôi cũng chịu hết. Nên nói là còn có số điện coi trong đó ta có số điện rồi dạ. Đi đây suốt gạo ngày qua tôi đem về không tôi đổ đó rồi cái nó cắt không mà tôi lấy cái suất gạo của tôi rồi đổ suất em tên gì? Tôi tên Lưu Nguyên Trường. Lưu Nguyên Trường hả? Trời ơi, bà con chồng họ chồng sớm là thấy mình đăng lên người ta ủng hộ nè các bạn. Anh Tú nhận giùm em. Chị tên gì ạ? Tôi chồng bà Thu Ba. Chị Thu Ba ủng hộ cho gia đình 50 ngàn các bạn ơi. Rồi với gạo nữa. Gạo là có chị luôn hả? Của ông bác. À, ông Bảy. Dạ. Bà bị tai biến hả? Trời ơi. Thì thôi bây giờ cái này cũng nói chung anh em con cũng không phải nhận riêng cho anh em. Thì tuy mặc dầu cô đây với cô bác anh chị ở đây thì cũng có hoàn cảnh cũng không phải khó khăn đó, nhưng mà cái tấm lòng thì nó cao cả. Thì bây giờ con thay mặt cho gia đình của anh Kiệt, con nhận cái của cô thứ mấy? Cô Hai Lệ ở Ngọc Thành á, là ủng hộ cho hai chồng anh Kiệt là đã không may bị tai nạn để qua đời, bỏ lại ba đứa con. Thì thôi bây giờ cô Hai gửi cho 200 ngàn ủng hộ với 1 chục ký gạo gì cô? 1 chục ký gạo. 13 lít đó. Dạ. 13 dạ. Thì bây giờ thôi con cũng thay mặt cho gia đình thì cũng cảm ơn cô Hai. Còn cô thứ mấy? Thứ tư là... Dạ, còn cô Tư cũng ở xã Ngọc Thành luôn. Thì thấy hoàn cảnh của gia đình của anh Kiệt thì cũng không may gặp tai nạn, hai chồng đã qua đời, còn lại ba đứa cháu nhỏ. Thì cô Hai có gửi cho 50 ngàn, ủng hộ 50 ngàn với 5 ký gạo. Cô Bảy 5 ký gạo. Của tôi là tôi có 7. Dạ, ta cũng cho luôn à, cũng cho. Sớm nghèo nghèo không rồi các bạn. Lá lành đùm lá rách các bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy mình thì thôi, bây giờ cũng không nỡ nhận luôn. Dạ. Nhưng mà con thấy cô khổ mình còn cái may mắn hơn. Sáng nay tôi kêu thằng này nó lên cái hôm đó. Dạ. Bác coi nè. Dạ. Thì mình còn có may mắn hơn là mình còn con còn cháu. Ơi, nhưng mà bây giờ ba đứa nhỏ này nó chỉ còn ông bà không mà chứ không còn cha mẹ nữa. Mà mấy đứa nhỏ nữa. Dạ. Thì thôi bây giờ con cũng xin ghi nhận phần này để trao đến tay cho ba đứa nhỏ là con của anh Kiệt. Dạ. Tôi có tiền nhiều đó tôi cho nhỏ. Dạ. coi như cô có tấm lòng vậy là coi như là thế nào cô cũng phải có một số tiền để lớn rồi mình ủng hộ cho những người nghèo. Cưng nó cho tôi 200 bạc, tôi mua đồ ăn, má hay mua đồ ăn cho nó tiền. Trời ơi. Trời ơi. Rất được. Qua cho thêm nữa các bạn. Thì phần này là anh em chúng con đây cũng ghi nhận. Thế là của tôi với cô bà cuộc chung đi. Của chung coi. Đúng là lá lành đùm lá rách. 5 ký ta cho đó rồi cho luôn rồi. Vậy hả? Dạ. Nó không hết mà nó cũng đi được rồi. Dạ. 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 Cũng người ta cho tôi đó. Dạ. Tôi cũng đau người về chứ tử tế bà này cũng đau hoài. Có khi mình có nói với cô chú thì mình làm thuốc vậy rồi cái bệnh đau mình nó tự nhiên nó hết, mình phải uống thuốc. Nó gì? Dạ, có làm nhiều. Rồi Trường ở nhà em làm gì Trường? Em ở nhà thì em đi bán vé số. Ồ, bán vé số hả? Bán số có tiền đổi thuốc mang lận với cậu hai đó đó. À, cậu hai bị cục cái giò luôn này các bạn. Cục giò mặt á. Dạ. Tối ngày nó có mặn gì đâu, ngồi đó nó gọi nó khi lúc nào nó khỏe đi bán số tiếp cháu nó. Dạ, bán số. Ừ. Nhưng
là nó khỏe thì nó chết bán xấu, còn chết nào nó mệt thì thôi. Dạ. Rồi cô bây giờ là ở nhà mình làm gì cô? Ở nhà mình sắp ra. Con làm ở đâu cô? Ở thành phố ạ. Dạ hả? Đi làm công ty hả cô? Dạ. Dạ. Rồi bên thím à. Có đứa con một mà rồi được ba đứa cháu ngoại rồi. Cha con mẹ con nó dẫn đi mà nghe chứ. Rồi cô ở nhà mình anh? Mình nên hai vợ chồng á. Chồng á. Dạ. Chồng. Trời ơi. Ông nuôi tôi. Rồi giờ giờ cho hết trơn rồi còn gì nữa đâu ăn. Để mà. Lần đầu tiên con đến cái sớm mà con thấy ai cũng khó khăn hết, nhưng mà thật sự muốn xúc động luôn. Cô cũng vậy nè. Dạ. Cái cô đó chỉ chú nó chết ở đâu lận? Trên Sáu Thước mình mà gần dàm kinh Đồng Dông á. Xã Thành Phước á. Bên xã cài bên đó hả? Chỗ đường Sáu Thước đường cài cho thẳng lên phải không? Thẳng lên phải không? Khỏi đường lầu, khỏi đường lầu ở đồng tới kinh Đồng Dông là tới chân dạp kinh Đồng Dông luôn. Vậy đó hả? Đồng Dông đó nó còn nằm về Thành Lộc. Thành Lộc. Tối hôm qua thì con nhận được cuộc gọi của con em, nó gọi đến thì giọng nó cũng ấp úng vậy đó. Dạ. Dạ. Nói chuyện không rõ. Xong rồi đâu sáng cũng liên hệ con luôn, rồi con nó mới nói là đầu giờ vô. Dạ. Dạ. Kêu điện đường nào vô. Dạ. Rồi con vô hồi nãy con cũng gặp rồi, con rất là bất ngờ luôn á. Dạ. Vô là con không nỡ nhận cái này luôn, thật sự nói thiệt con không nỡ nhận luôn. Dạ. Cái này nè, ngày qua ta cho tôi ôm về cái dọc đường nó đổ rồi xà ra đây ta hút cát không rồi nè, bà thấy cái lụa nè, cái xúc gạo trong bao á. Thì thôi bây giờ con cũng đây cũng anh em bên anh em cũng ở vùng Ghiền. Nó cũng làm bên, đội đậu tì để mai táng. Càng Tây, con là mai táng xã Thành Lộc. Đó, bây giờ thì cũng đại diện như vậy. Bây giờ các cô với các chú là ủng hộ cho chúng con là gì để cho đến gia đình của anh Kiệt. Thì con cũng hứa một ngày nào đó thì anh em cũng phải tạo một cái cơ hội nào để anh em cũng bù đắp lại những cái phần này. Nhưng mà hiện bây giờ thì là anh em không đủ cái số tiền số gạo này. Bây giờ thôi, bây giờ cô mấy cô chuyển con trả thì con cũng rất thay mặt là cảm ơn. Nhưng mà có cơ hội khác con sẽ giúp lại cho các gia đình chú hoàn khác nữa. Dạ. Nó vậy. Nhưng mà giúp lại cho đó con. À nó vậy. Để mình quay tham quan gia đình chút xíu nha các bạn. Thật sự nói cũng rất là khó khăn. Ở đây là xóm rất là nghèo. Nói chung là đồ của nhà nước cho với lại người khác cho giữ lại để cho gia đình anh Kiệt nha các bạn. Giữ lại mấy cái bọc để đựng đồ. Chuyện ra ngoài ngồi cái. Con cũng chưa có tìm hiểu sâu vào vấn đề thường bò, nhưng mà cái sai là tại mình rồi đó. Dạ. Cái sai là tại mình. Đã chú mà chú lấn qua người ta hả? Tại vì cái xe Honda với xe tải của hai chồng của anh Kiệt á, là chạy sau xe tải. Sau xe tải rồi bắt đầu mới qua mặt cái xe tải. Qua mặt xe tải thì cùng chiều với mình. Mới lách qua đây là gặp cái xe tải, không may là gặp cái xe tải đằng đẵng đổ lại nữa. Thì gặp cái xe tải đằng đổ lại thì không được. Chết chồng còn vợ, chết vợ còn chồng cũng đỡ nè. Dạ. Chết chồng. Lên hai chồng mà nằm mà tôi quay lại mà tôi thấy cái hai cái hàng cái tôi hết biết gì rồi. Tội nghiệp đứa con luôn á trời. Trời mặt trời mày vậy nhưng mà không sao nha. Đỡ là nó nhăn gan đỡ rồi. Dạ. Nhăn gan người ta chạy người ta hốt rồi cho vô ấm tay phải không? Dạ. Dạ ẩm trên tay thằng bé. Dạ. Thằng bé chạy mặt á con. 4 tuổi. Mọi người chị hiểu chuyện nha, thằng bé lớn khoảng mấy tuổi anh Tú? 10 tuổi hả? Nó khóc nó xỉu luôn á. Nó gá đốt nhang cho mẹ với cha nó hoài luôn. Thôi giờ em cũng gán bán với số rồi ha, ví dụ như tiêm dầu. Tiêm mặt dầu á. Trời. Không biết sao rồi.
Khi mà vợ em thì em không có làm, cái đồng lương nó ra không có nhiều, nhưng mà cũng chúc sức khỏe cho em đó, có sức khỏe để mình đi kiếm tiền, dù 30 ngàn 20 ngàn mình có kiếm tiền chân chính. Rồi vậy là cũng chúc cho em có sức khỏe để em đi làm ở nước ngoài. Em nói chung là em có cái tinh thần, anh cũng cảm ơn. Chứ thật sự ra thì anh với anh Tấn đây thì nãy thấy em thì nói chung cũng quá bỡ ngỡ. Là bỡ ngỡ gì, tại em nó còn nhỏ mà nó có cái tinh thần hay cao. Thôi, hỏi nãy còn hỏi nó làm gì vậy, cưng có tiền để ngay là em bán vé số em để dành. Trời trời, nghe nói thấy muốn đứt từng đoạn ruột nó vậy. Rồi hỏi gạo ở đâu, nó hài gạo người ta cho em để dành từ từ, rồi em thấy cái gì rồi em cho. Trời tôi đâu, nó quay lên cho nó thấy này, ngoài 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 coi này ngoài, cái tôi lấy tôi coi rồi tôi kêu là ở đó có số điện không chị, có rồi bắt đầu kiếm cái điện đó. Dạ rồi thấy đăng lên video đó. Rồi thôi cũng thay mặt gia đình cũng rất là cảm ơn tấm lòng tấm chân thành của bà con cô bác ở đây, thì con cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể bà con cô bác đây, cô chú gửi sức khỏe đến em Trường cũng cố gắng nha. Rồi rất là cảm ơn ạ. Dạ giờ con chạy vô đây chút xíu, con cũng vô cũng mấy người cũng điện con vậy đó, con chạy vô rồi coi người ta cho được gì thì con đem cho chổng luôn. Dạ, vậy con cảm ơn nha. Dạ, chạy đấy. Dạ, thôi cảm ơn nhiều. Dạ, thôi con cũng tổng chào. Dạ, dạ. Dạ. Hai xe hả? Hai xe. Đại lý thức ăn Đông Mai ủng hộ cho một cái bao gạo nha các bạn. Bây giờ là mình đã đến địa điểm thứ hai các bạn. Giờ mình sẽ đi vô đây. Đây cô cũng tiếp ủng hộ cho gia đình anh chị nữa. Thôi đi, con có chụp hình đâu. Rồi, thôi là cảm ơn. Vậy anh Tú nói nha anh Tú. Đang quay là gì? Dạ. Đang quay hay là đang chụp? Đang quay. Dạ, cảm ơn nha nhiều ha. Dạ, anh Tú giữ giùm em anh Tú. Lâu lên sóng lần. Bây giờ nói chung là cũng đây là cũng cháu. Dạ. Nó những chị Ngân đó thì gửi ủng hộ cho gia đình của anh Kiệt là 200. Dạ, chị Ngân ha. Ngân. Dạ. Còn đây có vài chồng muốn ngăn thì cũng ở dưới Cà Mau. Dạ. Cũng lên đây cũng nghe tình trạng gia đình của anh Kiệt khó khăn gì đó. Dạ. Cũng gửi giúp cho gia đình của anh Kiệt là ủng hộ cho gia đình 100 ngàn. Dạ. Có ba đứa nhỏ thì gia đình của anh Kiệt là không có may mắn hơn người khác. Dạ. Thì cũng gia đình cũng khó khăn. Bây giờ Nguyễn Thị Thu Ngân thì ủng hộ 200, bà chồng cũng ngăn ủng hộ 100, ở Cà Mau lên đó nghe gì đó. Bà cũng đi trị bệnh đó, bà cũng gửi cho luôn đó. Dạ em cũng thay mặt gia đình của người bị tai nạn thì cũng rất là cảm ơn chỗ chị Ngân với là xui của chị Ngân đã có tấm lòng rất là quý báu để ủng hộ cho gia đình của anh Kiệt. Cảm ơn nhiều. Rồi hiện tại là mình đã đến gia đình của anh chị hôm bữa bị nạn nha các bạn. Mình gửi một số quà của một số vị thần quân đã gửi cho anh chị nha. Nói lại chưa đây? Dạ nói lại. Tại vì chúng cháu mình thì cũng chia sẻ với nhau. Thôi đi con. Để gửi lời cảm ơn đến những mạnh thường quân đã ủng hộ. Đến nào đây? Ờ, tao nghe phải không? Ừ. Nhỏ hả?
bé đang ngủ các bạn. Thì bây giờ con nói với chú tôi hướng thư như vậy. Ngày trước thì đến gia đình cũng chịu mất mát con tụi em, tụi con cháu cũng chia buồn gia đình với chú Thiếu. Cũng không biết anh em giờ về cũng ngậm ngùi cũng không có gì hơn. Thì thôi bây giờ trong khi đó thì anh Kiệt anh với chị thì cũng mãn số kiếp hồng trần, từ tuổi còn quá trẻ thì nói chung đau xót thì ai cũng đau xót, đau đớn thì ai cũng đau đớn, nhưng mà nó cũng đã qua rồi, với số phận mình đã nói vậy. Thì anh em cũng đến nay cũng thăm lại gia đình của chú Tư thứ Tư. Trước thì anh em cũng nghe tin vậy, cũng bà con có những người ở xa nó cũng biết gửi cái gì đó ủng hộ, thì bà con cô bác anh em có gì thì gửi cái nấy. Thì, đó, nói giùm em đi. Trước hết thì đây là cũng có anh Đông. Anh Đông ở đường Cài, xã Thanh Lộc mình đó, là Đông Mai, là cái kho mà gạo với cám đổi với mà đường Cài á cho chú. Có gửi cho 25 kg gạo. Bà con với chợ Ngọc Thành, Ngọc Thành là chợ ma mình đó. Thì cô gia đình của em Trường á thì cũng khó khăn, cũng nghe được tin gia đình của anh Kiệt vậy, cái gì nghe nó quay lên clip á, gia đình vậy nó cũng kiện vô nó ủng hộ. Mà gia đình còn đó phải còn rất khó khăn nữa, em đi bán vé số hàng ngày, em mới 17 tuổi thôi, mẹ nói chung cũng không được bình thường như mình, cũng khó khăn, nhưng mà em có tấm lòng thì thôi thay vì anh em cũng bàn tới bằng luôn, cũng nhận với em là gia đình của Hai Lệ đó là 200.000 chứ 10 kg gạo với cô. Cô Tư gửi 50.000 với 5 kg gạo. Thì cô Năm à? Cô Bảy gửi 10 kg gạo. Tất cả là 25 kg gạo trong cái xã Ngọc Thành với 250.000. Cái phần đó là xã Ngọc Thành, còn bên Thạnh Lộc đó là bên Đông Mai á, là chỗ bán cám, chỗ cám gạo ở dưới Đường Cài đó, thì gửi cho gia đình của chú Ba là thứ tư là 25 kg gạo. Còn riêng về cái phần này đây con cũng đại diện luôn. Từ lúc giờ em tắm 500 đó được. Tắm 500. Ở chỗ chị Ngân hồi nãy có nói chưa? Chưa. Chị Ngân hả? Còn ở đây là có một đó, con một đứa em ở chợ Vinh Vinh Lại, là vợ chợ Vinh Lại mình chưa gì đây. Ngọc Thuận là em nhanh đó, ở Ngọc Thuận gửi ủng hộ lại cho gia đình của anh Kiệt gặp khó khăn là 500.000 đó. Còn 200.000 này là của anh Dương Anh ở chùa Ngô Quang Tự ở ngã tư Thanh Bình là 200.000. Còn chỗ của em Ngân ở trong kinh đường lầu này đó, là ở xã Thanh Phước này á, là gửi ủng hộ cho gia đình anh Kiệt là 200.000. Bà vợ chồng của em Ngân ở Cà Mau gửi ủng hộ cho anh Kiệt 100.000. Rồi con đại diện cho anh em ở Đậu Tỳ xã Thanh Lộc, con là Tú ủng hộ cho gia đình anh Kiệt 200.000. Còn đây là 250.000 là gia đình của em Trường ở xã Ngọc Thành ủng hộ cho gia đình của anh Kiệt để cho em như là chỗ Trường là 200, rồi cái cô kia là 50 à, có 7 à, có 7 là 250.000 ờ. Đó thì cho con gửi cái phần này cho chú Tư để cho mình cái này có em nè anh Tuấn. Rồi anh em Càng Tây Dòng Ghiền là của anh Dòng Ghiền, Càng Tây Dòng Ghiền của anh Tấn á, Tấn đại diện cho anh em ở Càng Tây Dòng Ghiền là gửi cho chú 500.000 đó. Rồi với một cái người mới chuyển khoản cho mà để là dấu tên, người dấu tên là để là CT Tu với cái mã số là 00710011266062 cũng gửi là 500.000.
gửi ủng hộ cho gia đình của anh Kiệt 500 ngàn. Dạ con gửi. Nếu mà sau này có ai ủng hộ nữa thì tụi con sẽ chạy vô đây. Dạ. Dạ. Thì bây giờ con cũng đại diện cho anh em, cũng không biết nói gì hơn, chia buồn gia đình. Thì còn của ít lòng nhiều thì chúng con đến đây thì cũng chia buồn gia đình, gửi những cái số tiền cũng anh em ủng hộ được, rồi những gạo đó để cho em cháu là ăn, còn tiền để ví dụ như cho chú thím thì cũng giữ cái gì thì anh kiện cái gì kìa, chứ mà vợ ảnh thì không sống thì đã mất đi thì cũng là một cái tai nạn thôi, để cho mọi người muốn. Dạ, chú cũng rất là cảm ơn và bà con và đồng đạo, và rất là cảm ơn, và chú không biết nói gì giờ. Dạ. Đó. Rất là cảm ơn nhiều lắm. Chú nhìn con. Nhìn dây lên chú. Nhìn lên chú quay nè con. Đúng rồi. Gồm động. Dạ. Rồi vậy thôi, rồi cũng gia đình cũng đã gửi lời cảm ơn rồi ở đây nha. Chung là tụi con cũng thành thật là chia buồn, rồi cũng rất là cảm ơn những mạnh thường quân, những bà con chòm xóm, cô bác láng giềng đã cùng nhau để ủng hộ giúp cho gia đình. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Này là cái bàn lễ thờ anh chị nha các bạn. Đi nữa. Ủa dạ cô, anh chị lên trên đó là mình làm gì vậy cô? Đi làm củi. À, làm củi ha. Dạ. À. Tại lúc đó không biết. Hôm qua chỉ đi vô gặp anh Tú này nọ, anh làm đó, thường con theo anh Tú con quay không à. Thấy con cũng thật sự bữa đó là thấy mấy đứa nhỏ rồi cô, đặc biệt cô nè, thấy cô khóc quá trời luôn, chú không chịu lên, không chịu xuống. Ủa rồi là ảnh là gia đình chú là mấy người con? 5 đứa mà có mình anh trai thôi hả? Vậy ha. Dạ. Có chồng vợ hết rồi. À vậy ha. Chồng cũng gì đâu. Dạ. Chú thím bây giờ mình công việc hàng ngày mình ở nhà bây giờ làm, bây giờ thì chú giờ cũng giờ không biết làm cái gì nữa, bây giờ nặng mà bây giờ phần thì chuyện mình cũng không có đó. Dạ. Thì chú mình tủ mát làm không, giờ làm mướn cũng không có nổi nổi đâu. Dạ. Thôi giờ nói cô cũng ráng đi, cái gì cái này là cái tai nạn, nói chung là tỷ ra ngoài muốn nhưng mà đau làm đau không cũng ráng lắm rồi, còn mấy cháu quán giúp đỡ đứa cháu để nó ăn mặc nó ăn rồi cũng là cái điều tốt rồi, giờ cha với mẹ nó điện nó gắn cho cháu nó ăn học. Nhỏ này thứ ba nó gì, thứ hai nhỏ đó, thứ hai nhỏ lớn nhất nè, thứ ba nhỏ con nữa, nhỏ này mấy tuổi rồi chú? À năm tay đó, đó 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 rồi đúng rồi. Bé anh như bị chạy mặt không ta? Bữa nay bớt chưa? Bé có trúng ở đâu không trúng? Không. Vậy ha, cũng coi như siêu âm á, thì bác sĩ nó không có gì trơn. Vậy ha. Trời độ. Giờ đi về nha các bạn.